Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta học được cách là sẽ bổ sung vitamin để giúp tăng cường sức khỏe và đề kháng cho trẻ trong những giai đoạn mà thời tiết giao mùa. Nhưng chẳng có gì lý tưởng bằng cách là chúng ta kết hợp với một chế độ sống khoa học như là phải rèn luyện, tập thể dục thể thao. Bởi vì con người thì nằm trong nhóm động vật là phải vận động và thậm chí là vận động liên tục. Vậy thì sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một môn thể thao mà phải nói là phổ biến trên toàn thế giới, đó chính là bóng bàn. Đây là một môn mà được nhiều người ưa thích tập luyện và có mặt trong những môn thể thao hấp dẫn nhất. Chơi bóng bàn thì là một môn thể thao có nhịp độ nhanh, yêu cầu sự hoạt động nhịp nhàng của nhiều bộ phận trên cơ thể, và môn thể thao này là một cách tuyệt vời để duy trì một sức khỏe dẻo dai, đặc biệt là dành cho phái mạnh. Về cụ thể như thế nào, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Xã hội hiện đại, khi mức sống của người dân được cải thiện thì ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe. Phong trào thể dục thể thao phát triển rõ rệt tại các khu dân cư. Trong đó, tập luyện bộ môn bóng bàn tại các khu chung cư luôn được phái mạnh hưởng ứng nhiệt tình. Bộ môn bóng bàn được nhiều anh em lựa chọn vì những lợi ích sức khỏe đối với bản thân trong khi luyện tập. Bộ môn bóng bàn ấy thì chủ yếu là vận động toàn thể, tổng thể tất cả mọi cái cơ bắp trên người, từ trí não cho đến mắt, cho đến tay, cho đến chân, cho đến lườn. Nói như vậy là nhiều khi mình bị những cái bệnh tật gì đó mà nó cần nhiều vận động, có thể khỏi được thì môn bóng bàn này có thể xử lý được, ví dụ như là đau cột sống hay là bị các cái tật của trên người ấy, thì bộ môn bóng bàn này nó có thể giúp cho con người có thể khỏe, xử lý được bệnh tật và nó nâng cao được cái thể trạng của con người lên. Tôi thấy môn bóng bàn này nó ngoài cái vấn đề rèn luyện thể lực thì nó có rất nhiều kỹ năng, ví dụ như là đôi chân cần linh hoạt, phản xạ, rồi là mắt thì cũng có thể coi như môn bóng bàn này cũng là để luyện về cái thị lực rất là tốt. Mình thấy khi mà chơi bóng bàn thì sức khỏe, mình cảm thấy là độ bền của mình tốt, sự dẻo dai về các cơ, rồi là sức bền tăng so với những người mà không chơi tập bóng bàn. Để tập bóng bàn, đánh bóng đúng kỹ thuật thì trước tiên mọi người phải biết cách cầm vợt. Có nhiều người dù chơi bóng lâu năm nhưng vẫn cầm vợt sai và không sửa được. Cầm vợt đúng cách sẽ giúp bạn kiểm soát tốc độ của bóng và phản ứng linh hoạt trước các cú đánh từ đối thủ, và việc giao bóng sẽ chính xác hơn. Giao bóng được thực hiện bởi người chơi đầu nhằm phát quả bóng đầu tiên, bắt đầu trận đấu. Nếu bạn thực hiện quả giao bóng đầu tiên tốt, đồng nghĩa với việc tạo ra thế chủ động ban đầu, đưa đối phương vào thế bị động với chiến thuật bạn tạo ra. Về kỹ năng ấy, thì trong tất cả các loại bóng ấy, thì bóng bàn là một cái bộ môn mà nó có thể nói rằng cái tốc độ xoáy của nó là cao nhất. Thế thì để mà đọc được xoáy ấy, đấy thì là cũng phải có cái rèn luyện và mình cũng phải tạo được xoáy để cho đối phương nó khó. Vậy thì cái xoáy và cái nhanh, cái tốc độ trong bóng bàn đấy là yếu tố quyết định về cái kỹ năng trong cái bóng bàn này. Ngày đầu mà tập bóng bàn ấy thì đầu tiên là chúng ta phải tập không bóng trước, đấy, tập cơ bản bên trái bên phải, cách di chuyển. Đấy, sau đấy thì có phải tập liên quan đến đôi công bên trái và đôi công bên phải, tập làm sao cho nhuần nhuyễn. Bình thường đối với một người tập, nếu mà để mà thành thạo đôi công để mà đánh được thì mất khoảng tầm 6 tháng. Đấy, mỗi ngày tập tầm 2 tiếng thì sau 6 tháng thì về cơ bản đôi công trái phải có thể đánh được. Qua việc sinh hoạt của các câu lạc bộ bóng bàn cũng đã góp phần không nhỏ thu hút người dân, các thanh thiếu niên hướng đến nếp sinh hoạt khoa học, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước có hạn, việc các câu lạc bộ bóng bàn bằng hình thức hoạt động tự nguyện, tự túc về kinh phí nhưng lại mang nhiều lợi ích thiết thực về sức khỏe cho người dân, như vậy rất đáng ghi nhận và khuyến khích phát triển. Môn bóng bàn là một môn mà Quyên thấy là đúng là số người chơi mà nghiêng về nam giới thì nhiều hơn là nữ giới. Tuy nhiên khi mà Hồng Quyên có một thời gian là đã bị bệnh, phải nghỉ việc, rồi mình cũng rèn luyện cho mình một môn thể thao, thì mình mới biết rằng là cái việc tập luyện thể thao nó quan trọng nhất là nó kết hợp giữa tinh thần và thể chất, và cái kết hợp thể chất ở đây là không được tập vào một cái bộ phận nhất định mà mình là phải tập toàn thân. Vì vậy với một môn thể thao như là bóng bàn thì nó được lợi cả hai cơ. Thứ nhất là nó tập toàn thân, nó được về thể chất, và cái thứ hai nữa là khi mà tập bóng bàn là thường đa số là mình phải ít nhất là đánh đôi, tức là có một đối phương hoặc là đánh nhiều hơn, đánh 3 đến 4 người, thì mình khi mà có cái sự giao lưu á, giữa mọi người với nhau thì sẽ rất là vui, và điều đó thì nó đáp ứng được cả hai cái tiêu chí, đó là vừa tinh thần lẫn thể chất. Nên đối với Quyên đây là một bộ môn mà có thể giúp giải tỏa căng thẳng nè, đặc biệt là những ai mà có vấn đề về nhịp tim như Quyên cũng có, rồi về hô hấp thì môn này thực sự là một trong những cái ưu điểm. Tuy nhiên Quyên vẫn có một cái quan điểm nó hơi cực đoan chút xíu là chơi môn gì thì chơi mà mình phải thích thì mình mới chơi bền được, còn không có thì mình cũng sẽ bỏ ngang thôi. Hoặc là một là mình rất là thích, mình dành thời gian để tập luyện cũng như là đến nơi đó để tập luyện. Còn một cái nữa là tiện. Thì phải nói rằng là bóng bàn có được đáp ứng tiêu chí là tiện. Chưa cần biết là bạn có thích hay không nhé. Mọi người có thể thấy là các công sở hay các trường học rất dễ dàng để có thể set up một cái bàn bóng bàn, và từ đó mọi người sẽ giao lưu và chơi với nhau. Ví dụ như đôi khi là chúng ta chơi bóng đá, chúng ta cần một khoảng sân, chúng ta cần không gian rộng, chúng ta không để đá bóng vào cái này cái kia. Nhưng bóng bàn thì thực sự là chúng ta chỉ cần có một cái khoảng đặt đủ cái bàn đó thôi. Và như vậy thì chúng ta có thể giao lưu đôi nam này, đôi nữ, hoặc là hai người đánh đơn với nhau, và rất là dễ dàng để các trường học này hay là các cơ quan công sở. Và bởi vậy chính vì cái sự tiện lợi này mà thực ra phong trào bóng bàn nó khá phổ biến ở các nơi, và thường là có các giải thi đấu có thể là ngay trong nội bộ cơ quan này, giữa các giải học sinh sinh viên này, và thực ra là không cần là chúng ta phải tập luyện gọi là nhiều môn, mà đôi khi chúng ta tập tốt một môn và duy trì thường xuyên ấy, nó rất là tốt cho sức khỏe. Và bên cạnh đó thì bóng bàn ấy còn giúp cho mọi người tăng cái khả năng phối hợp nữa. Mà cái môn này sẽ không có bị lệ thuộc bởi sự chi phối điều kiện bên ngoài, nắng mưa không cần quan tâm, rất là dễ để chúng ta có thể tập ở mọi nơi. Đúng rồi, và thật ra thì bóng bàn cũng là một cái bộ môn không chỉ là sử dụng tay chân đâu. Tay chân chúng ta linh hoạt là một phần thôi, chúng ta còn phải sử dụng đôi mắt của chúng ta nữa, bởi vì là đôi mắt sẽ phải rất là tinh, và thứ hai nữa là phải kết hợp bắt cái khoảnh khắc, đúng rồi, nó rất là nhanh. Thế nên là có thể nói đây cũng là một trong những cái bộ môn mà khiến cho chúng ta vừa phải vận động chân tay, vừa phải vận động trí não, và gần như là tất cả các cái cơ quan trên cơ thể của chúng ta sẽ đều được hoạt động một cách linh hoạt hơn, và cũng sẽ giúp cho chúng ta vừa có sức khỏe này, vừa có cái sự linh hoạt. Đặc biệt là đối với những cái người bắt đầu bước vào lứa tuổi trung niên, khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã chậm chạp đi nhiều, thì khi chơi bộ môn bóng bàn và chơi tốt được bộ môn đó thì dường như chúng ta cũng phần nào đó lấy lại được cái sự tự tin của mình, cũng cảm thấy là mình hoạt động nhanh nhẹn hơn, và đó cũng là những cái giây phút chúng ta có thể thư giãn cùng với cả những đồng nghiệp của mình. Như Vân Anh vừa mới nói, bây giờ không khó để bắt gặp một cơ quan mà có một cái bàn bóng bàn để cho mọi người có thể giao lưu chơi cùng với nhau, thậm chí là người cũ sẽ dạy người mới chơi, hay có những cái giải bóng bàn ở trong các cái cơ quan đoàn thể. Đó cũng là một trong những cái cách thức để có thể gắn chặt tình đoàn kết của mọi người lại. Và ngoài ra thì những ai đang ế Quỳnh thì cái này mình chơi bóng bàn á, mình dễ để có thể phối hợp, và dễ để mình hiểu nhau lắm, tìm được gấu lắm mình. Hôm nay 23 rồi, hôm nay mai là 24. Hương Quỳnh thì cũng không quá là căng thẳng trong cái câu chuyện đó. Với Quỳnh thì cái gì nó đến thì nó tự đến thôi, nhưng mà có vẻ như là Quyên thì sẽ mong muốn cái điều đó hơn, đúng không? Em có vẻ thôi, có thể là người này mong muốn nhưng mà lại ám chỉ người kia, đôi khi là nói lòng mình nhưng mà lại ám chỉ người khác. Thôi rồi, mong rằng là cả hai bạn dẫn của Vân Anh ngày hôm nay, đầu tiên là chúng ta sẽ đầy đủ vitamin, nhưng ngày hôm nay chúng ta nói là phải về bổ sung vitamin A và các vitamin để khỏe này. Tiếp nữa là rèn luyện thể thao, ngoài bóng bàn ra chúng ta thể rèn luyện rất là nhiều bộ môn khác để có được một cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng đẹp. Và tiếp nữa thì chúng ta sẽ phải bổ sung vitamin cho tinh thần của mình, lúc nào cũng sẽ yêu đời xinh tươi dù là chúng ta có gấu hay không, đúng không nào? Và chắc chắn rằng là để có thể cho cơ thể của mình khỏe mạnh, đầy đủ dinh dưỡng thì việc ăn uống là rất là quan trọng. Và chắc chắn là với những khán giả thân thiết của Nói Về Cuộc Sống thì chúng ta đều biết rằng là cứ vào cuối chương trình thì chúng ta sẽ có một cái tiểu mục để có thể giới thiệu tới quý vị những món ngon, và bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem đó là món gì nhé.